chân dân mà mở lòng hẹp tì xe bốn kênh dạy thay đổi dân mới nhất cư chân đầm nà bị được vấn đáp xóa xôn từ đòi cho là nè mở dân nó cứ tục xóa chân bà mẹ này tì cái mắc cư lực vấn mở viết càng nọ bằng này. Ok chân cái số thay ta bị phát tìm ăn trong ngày phần mà mắt nông rồi dạy về thẳng lờ chân xung nụ có cái số rộp đề chân để phụ phở tem lúc của mình bởi trước đây mà cho mùi nồng môi phía phí A tê kể rễ lột vê sổ tế vê sổ bởi dân cứ xôn châm này A bởi dân ít thử hổ vê tế đọ vê sổ chai cho mùi nồng tê chân ở vê tế cứ xem mũi chân để vùng bài tới chìa mát cứ đọc châm này vê sổ cứ xôn rồi dạ vê bởi dân cứ pram vị nồng tê chân xâm tu bởi dân cứ bì mát nồng vị nồng tê kể rễ chân dân cho nổ lại châu mắt môi phía phí con cho mùi đồng phí con cho mùi đồng pram kể chân khơi một hai pram mạc xâm nụ khó kênh dạy tha ta cầm làng tùm đi nây mà ta miên an tông sử tê phần mát bà xanh chỉ khăn nò chỉ phòng đê hai rực dân và dân miên mạc phần nặng khi ớt cất cầm làng có cách hai con ớt cất cầm làng tục đại chân kê xua rộp ngay cầm làng thò mà đè mổ ớt miên cầm làng có cách ấy ấy chương dân phở tam cho bác tivi như tôn thò mà đã xịt mà áp mà cho mùi nó ấm á đập bên đi cầm làng bỏ dân viên tầm mùi gì chương viên tạ ai bằng vi tế mà cho mùi nó ấm á chương ông bỏ dân đi cứ mà cho mùi nâng mùi buôn pi đôi kg chương ai bỏ dân đi cứ mùi buôn pi đôi con cho mùi nó phí khơi pi buôn buôn rồi nhiều tầm xâm nụ có cái dạy thay và sân trên này bò nó cứ đỏ lệ hai tròn phán nơi khả nạc về rực dân nó cứ mình được bướn vấn năng ạ chân ta ở rực dân nó cứ mình an toàn sự tệ cái số thay ta như thế ta còn làng phán nó mình an toàn sự tệ phần mát đầm bay ai rực dân nó chụp khăn trong ngày đọc mát anh ấy chụp dạ chụp chân bên đây tha lực bướn đám cứ mình hái phần đấy trong này lập bươn khả nạc bảo dưỡng cứ tôi chỉ chụp vào những đó xâm tốt có ra bảo vệ lên ấy. Ok chân xâm lộ có cứ kê xua rô cầm làng xa thầm ấy nè khu tàng đã áp lên ấy chân dân phở tàm rô cầm muốn sạch mà áp xa chân mùi nắng ấm à chân ở nắp bên ấy cứ sạch mà áp bảo dưỡng miên tay cầm làng mùi thế ạc miên cầm làng này tiết đấy ạc miên nha cầm làng tầm đến đây một tờ ít tiết tiết ok ta đi cứ chơi cầm làng phàng chân cầm làng phàng bởi dân cư miên tự nào tôi bị tự đào cho là nẻ chân nơi thằng một đi cư miên cầm làng nha sôn đó chỉ mùi nâng cầm làng phàng xoay cho mùi nặng âm à để xa cầm làng phrang bỏ dưỡng miên tự đau tôi bị tự đau cho lần này trong này A bỏ dưỡng chương chương tiên mà đọ ạp kiếm xoay cho mùi nặng âm à cầm làng phrang nó hiệp đôi chứ cầm làng có cách chẳng chắc A bỏ dưỡng nít xoay cho mùi nặng vây tế đọ vây sổ chai cho mùi nặng tế vây tế cứ xôn vây sổ cứ xem vào mũi chân đó chai cho mùi nặng ok ăn miên để dịch về tế nhưng phở tem đang ở trên tế đọ phở tem tùm nặng tầm đó khuyến về ok, bị đầy chân ở đây cái đấy bí con cho mùi nặng đọc chân ở nơi xa đọc lợi bí sinh nhạc đó ấy chân pram mát khăn ông mùi bị nặng tì cái đấy dân khỏi tam đi bản chân chân cầm làng frang vỏ dương ấy cứ xoa cho mùi nâng đó âm con cho mùi nặng ấy dạ chân âm vỏ dương cứ nên thải A bỏ dân cực đỏ đáy chân bát nhạc đỏ hái chân xoa cho mùi nâng yeah, mùi quân nhu tần